những dấu hiệu của một mối quan hệ độc hại. Và chúng ta nhận ra rằng là trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều các mối quan hệ khác nhau. Chúng ta có những mối quan hệ mang lại cho chúng ta sự phát triển tốt hơn, và có mối quan hệ nó khiến chúng ta cảm thấy rằng có điều gì đó rất sai trong mối quan hệ này. Có mối quan hệ sẽ giúp chúng ta phát triển, và sẽ có một mối quan hệ khiến cho chúng ta cảm thấy cuộc sống chúng ta trở nên tồi tệ. Và tương tự như vậy trong tình yêu cũng như vậy. Có những mối quan hệ sẽ có những tình yêu sẽ giúp ta trưởng thành hơn, sẽ có những mối tình sẽ giúp chúng ta phát triển con người của mình, nhưng có những cái mối tình sẽ giúp chúng ta cảm thấy rằng bản thân mình không có tốt như mình tưởng, và mình có mất đi cái niềm tin về bản thân con người của mình. Thì những dấu hiệu nào sẽ giúp bạn nhận ra rằng mối quan hệ nào sẽ là cái mối quan hệ tích cực, đâu sẽ là mối quan hệ độc hại, và chúng ta nên tránh cái mối quan hệ này. Trong đầu tiên chúng ta cần phải nhận định rằng là trong một mối quan hệ, đặc biệt là trong mối quan hệ về tình yêu, thì đây là một quan hệ hai chiều, có nghĩa rằng là sự quan tâm phải đến từ cả hai phía, tình yêu thương đến từ cả hai phía, và đó được gọi là cái tình yêu thực sự. Còn nếu như mà nếu mà tình yêu chỉ đến từ một phía và chỉ có một người nào đó phát ra tình yêu thương thôi, thì cái đó là tình đơn phương, cái đó nó không gọi là tình yêu thực sự. Tình yêu thực sự phải đến từ cả hai phía. Vậy thì điều này có nghĩa là gì? Nếu như mà một bên cho đi nhiều quá và không có nghĩ gì về việc đón nhận lại, thì đó là cái nếu như bạn chỉ cho đi và bạn không có mong muốn là mình nhận lại điều gì cho cái một trong cái mối quan hệ này, đấy cũng là một dấu hiệu của mối quan hệ độc hại. Tương tự như khi mà phụ nữ yêu chẳng hạn, khi người phụ nữ yêu thì họ sẵn sàng họ dành tất cả những gì có thể và tốt đẹp nhất dành cho người bạn đời của mình, nhưng nhiều khi thì nó lại nhiều quá và dẫn đến một việc là họ không có nhận lại bất kỳ một điều gì cho mình, và họ cảm thấy đau khổ trong mối quan hệ này, và điều này cũng không phải một quan hệ lành mạnh. Tương tự như vậy với nam giới, nhiều khi nam giới chúng ta có cái sự vị kỷ ở bên trong, chúng ta có tính ích kỷ ở bên trong, chúng ta có cái tôi bên trong, chúng ta nghĩ rằng là người phụ khi mà mình đã có được cái người bạn đời của mình rồi, cái người mà họ đã đồng hành của mình rồi, thì họ sẽ phải phục vụ mình. Không, cái điều này không đúng. Đây là một mối quan hệ hai chiều. Khi người phụ nữ họ dành cho chúng ta cái tình yêu thương, chúng ta cũng cần phải đáp lại cái tình yêu thương của họ. Và ngược lại, khi người nam giới thể hiện cái trách nhiệm của mình với người bạn đời của mình, thì cái người bạn đời cũng cần phải mang lại tình yêu thương cho cái người nam. Chính vậy, đó mới là mối quan hệ hai chiều, mối quan hệ tạo ra cái hạnh phúc thực sự nha. Thế nếu như mối quan hệ nào mà bạn thấy rằng nó bị mất đi cái sự cân bằng trong mối quan hệ, có một người cho đi nhiều quá, hoặc là có người nhận lại nhiều quá, thì đấy là những cái dấu hiệu không hề tốt của một mối quan hệ. Nếu bạn thấy mình là người nhận nhiều hơn, thì hãy là người trao đi tình yêu thương nhiều hơn, và ngược lại. Nếu bạn thấy mình là người trao đi nhiều hơn, thì hãy là người học cách đón nhận từ người bạn đời của mình. Thì đây chính là những cái chìa khóa sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn trong mối quan hệ của mình.